Dấu chấm than quay ngang là tên tuyển tập thơ văn nhiều tác giả được nhà xuất bản Thuần Hóa ấn hành tháng 4 năm 2022. Tuyển tập do nhóm tác giả tuyển chọn, nhà thơ Võ Thị Như Mai chủ biên. Bài thơ Rắc Phấn Lên Trời của tôi có mặt trong tuyển tập đã đem lại chút vui riêng với tôi. Trân trọng cảm ơn nhóm tác giả biên soạn và nhà thơ Võ Thị Như Mai đã chọn đăng và gửi tập sách Dấu chấm than quay ngang mà tôi vừa nhận chiều nay. Nhân đây, xin đăng lại bài thơ của tôi được in trong tuyển tập thơ văn trên, có kèm theo một gương mặt mốc tuổi sắp 70. Rắc Phấn Lên Trời. Đã lâu rồi nhiều mây ít nắng, lũ quét trôi khuất nghèo tháng ngày. Đời xoáy lốc vực sâu loang lộ, bãi bờ hoang lao trạng mưa bay. Con bò già trời lưng đeo ách, khóa vô hình vẫn xích ngang hông. Chân chùm nhạo đầu đầy u bướu, thoát khỏi bắp cày không có rơm. Em mơ chủ ngựa hoang đồi cỏ, tiếng hí vang giòn giả chân trời. Ngược mắt theo ước mơ sặc sỡ, cánh bướm bay rắc phấn lên trời. Thiên đường rách thuyền và vách núi, sóng dập vùi hoài bão tả tơi. Chút lãng mạn xưa còn rợt lại, giấc mộng nào cũng thấy xa khơi. Thân đã hóa xương rồng bão cát, đi tới cuối một đời sa mạc. Vô tình em ốc đảo tươi xanh, trăm năm tiệc một lần đi lạc. Vâng, một sự cảm hóa tuyệt tác bài thơ Rắc Phấn Lên Trời của nhà văn Ngô Đình Niên. Quang đầu cũng đã rắc phấn vào những nốt nhạc trầm bồng vô ưu bay lên vang lên. Trên bầu trời thật ấm nắng, thấm đậm một giai điệu xanh tình mộc mạc guitar, lãng đồng theo cung bậc khả phòng luôn hướng về một thiên đường mới. Quang đầu, xin trân trọng cảm ơn nhà văn Ngô Đình Niên. Thank you.
danh huyền mà vay núi. Sóng dòng vùi hoài bão tha thơi. Chúng là màng xưa còn rất lai. Giấc mộng nào cũng thấy xa khơi. Thank you.